Cơ sở Lan Rừng Ngọc Bền xin chào tất cả quý vị các bạn đam mê lan trên toàn quốc nhé. Hôm nay là ngày mùng 2 tháng 3 năm 2019, cơ sở chúng em cập nhật về những cái loại lan để chia sẻ cho các bạn trong ngày hôm nay. Trước khi đi vào giới thiệu chi tiết những cái mặt hàng lan ngày hôm nay thì em cũng xin được gửi lời chúc sức khỏe đến toàn thể tất cả các bạn đam mê lan nhé. Và em giới thiệu với cơ sở chúng em là ở thành phố Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng nhé các bạn nhé. Số điện thoại để liên hệ trực tiếp mua hàng với cơ sở chúng em là số 0984754102 nhé các bạn nhé. Đó. Và bây giờ em sẽ đi vào giới thiệu những mặt hàng lan mà ngày hôm nay em cập nhật về cho các bạn nhé. Thì em sẽ đề xuất chi tiết giá và từng loại lan mà ngày hôm nay em có cho các bạn luôn. Và giá mà em đề xuất bán ở đây thì chưa bao gồm có phí ship nhé các bạn nhé. Đó. Thì bây giờ em đi vào giới thiệu luôn cho các bạn là cái lan. Đây là lan chồn trắng, chồn bắc nhé các bạn. Chồn trắng thì có giá là 200.000 một cân thôi các bạn ạ. Đấy. Cái này là cái dây buộc. Cái chồn thì bây giờ cũng đang ra nụ. Bây giờ thì loài hoa nào cũng đang là mùa nụ của nó hết các bạn ạ. Đấy. Đây là một cái nụ của nó, của lan chồn trắng này. 200.000 một cân. Lan chồn trắng ạ. Số này em chỉ có chừng 2 cân thôi. Còn ở đây là hoàng thảo vôi. Hàng xấu mà chúng em đã lọc bỏ ra, cái hàng đẹp thì chúng em hết hàng rồi nhá. Đấy, cái hàng đẹp của nó thì giá là 250.000-260.000 cơ. Nhưng mà cái này thì hàng rỗng này thì em để giá là 180.000 một cân thôi. Đấy. Chắc chỉ có chừng 2 cân này, 180.000 một cân nhé các bạn nhé. Hoàng thảo vôi nhé. Đấy, cây thì tình trạng cây thì lên mầm rất là khỏe luôn. Đấy. Cái này chủ yếu là hàng gãy và hàng cây nhỏ nên là em để vào hàng thanh lý cho các bạn. Có những lác đác một vài thân còn rất đẹp này. Đây, như đây thân rất khá là to. Ở đây là long tu thân xanh. Long tu thân xanh thì có giá là 200.000 một cân nhé các bạn nhé. Tức là cái này cũng là loại hàng nó xấu thôi chứ không phải là hàng đẹp nhé các bạn nhé. Đấy, hàng đẹp dài mướt mát thì giá nó có lúc lên tới 300.000 một cân cơ. Đó. Đấy. Còn ở đây là lan đuôi chuột. Lan đuôi chuột đây các bạn. Ở đây em vẫn còn để từng bó này, em vẫn chưa lọc hàng. Nói chung là hàng xấu thì chúng em sẽ loại bỏ ra rất nhiều. Lan đuôi chuột này thì nở hoa đây, mới tàn hoa đây các bạn ạ. Dòng hoa của lan đuôi chuột này nó nở rất là bền cơ, rất là bền hoa, tầm khoảng 2 tháng thì hoa của nó mới tàn các bạn ạ. Nó phải nở bông được chừng khoảng 2 tháng nó mới tàn. Và dòng này chúng ta trồng vào chậu cho nó đứng lên, cách mặt chậu độ khoảng 5-7 cm. Xem những cái bộ rễ của nó đâm xuống rất là đẹp luôn. Ví dụ như đây. Đấy, em rút ra một khóm để này. Đấy, như thế này đây. Nó bám rất là cao đúng không? Bộ rễ của nó đứng rất khỏe luôn các bạn ạ. Đấy. Cây nó mọc đứng nhá các bạn nhé. Dòng này là ngắn. Là lan đuôi chuột có giá là 150.000 một cân thôi các bạn ạ. 150.000 một cân nhé. Còn đây là lan nhất điểm hoàng. Nhất điểm hoàng thì bây giờ cũng đang mùa hoa. Nhất điểm hoàng có giá là 100.000 một cân thôi các bạn. Đấy. Nhất điểm hoàng có cái họng hoa màu vàng, màu cam. Và cánh của nó màu nón chuỗi các bạn ạ. Màu xanh xanh nón chuỗi. Đấy. 100.000 một cân, loại hàng kg. Và ở đây có hai dề này. Hai dề rất là đẹp luôn các bạn ạ. Dề này em để giá cho các bạn là 200.000 cái dề này nhá. Rất là đẹp luôn. Dề này về các bạn chỉ việc ốp vào lũa là rất là đẹp này. Còn ở đây em có một dề nó xấu xấu hơn. Dề này thì em để giá cho các bạn là 150.000 nhá các bạn. Đấy, nụ còn rất là nhiều luôn. Dề này còn đang nụ thôi này. Đấy, còn dề này thì chớm nở rồi. Cái dề to thì cây nó đã hé hé rồi. Vẫn còn đang nụ thôi nhưng mà
Nụ này là về đến nơi các bạn là khả năng là xé nở bông luôn á. Đấy. Còn đây là mặt hàng rất là được các bạn sưu tập rất là nhiều. Hôm nay thì em mới cập nhật về được một chút bằng này đây. Cái này là kiếm đỏ Cao Bằng nhé các bạn nhé. Các bạn có thể search trên Google theo tên là kiếm đỏ Cao Bằng thì các bạn sẽ thấy những cái vòi hoa của nó rất là cao và cho màu đỏ, màu hồng rất là đẹp. Đây là một cái vòi hoa của nó đây. Lá của nó sẽ rủ và những cái cần hoa này của nó sẽ mọc hướng hướng thiên nhé các bạn nhé. Tức là cần hoa nó sẽ chỉ thiên ạ. Đấy, mỗi bó này là 60.000 một bó nhé các bạn. Đấy, 60.000 này về chúng ta trồng được một chậu nhỏ nhỏ. Đấy, một chậu nó vừa vừa, trồng lên những cái chậu cao nhé. Đấy. Đây là những cái mầm này. Đây, mầm rất là nhiều luôn các bạn ạ. Dòng này nở hoa vào tháng 6, tháng 7 như này. Đấy. Đấy, cái này là mầm. Đấy. Cái này em chia thành từng bó luôn cho các bạn này. Và kiếm đỏ thì cũng có cả hàng dề luôn nhé các bạn nhé. Hàng dề đấy. Đấy. Dề này em để luôn là dề số 1 nhé các bạn nhé. Dề số 1 có giá là 150.000 này. Đấy. Dề này về chúng ta trồng được một chậu to nó luôn. 150.000 dề này. Còn dề đây là dề số 2 nhé các bạn nhé. Dề số 2 đây thì cây nó không được khum lắm nhưng mà cây nó tỏa tròn ra bên ngoài rất đẹp luôn này. Đấy. Dề này cũng là 150.000 nhé các bạn nhé. Đấy. Củ rất là to khỏe luôn. Còn ở đây em có một dề rất là to. Đấy. Dề này thì đấy nó khum rất là đẹp luôn. Đấy, như các bạn thấy đấy. Dề rất là đẹp luôn ạ. Dề rất là to nhá. Dề này em để giá cho các bạn là 300.000. Đấy. Mầm cây này lên rất là nhiều luôn này, chi chít luôn này. Đấy. Dề này mà lúc lên hoa thì khỏi phải nói luôn. Toàn là củ tơ. Lúc lên hoa thì chắc phải trên chục cần hoa. Dề số 3 là 300.000 nhé các bạn nhé. Và còn tiếp đây là một mặt hàng kg nữa là cái kim điệp xuân. Kim điệp xuân bây giờ nó đang nụ hoa như này đây các bạn ạ. Đấy, có những cây nhỏ nhỏ xấu xấu nó cho hoa hết đây. Đấy. Kim điệp xuân này thì hàng nói chung là tương đối thôi các bạn ạ. Em để giá cho các bạn là 120.000 một 150.000 một cân nhé các bạn nhé. 150.000 một cân ạ. Đấy. Nói chung là lúc gửi hàng thì chúng em vẫn còn lựa hàng khá là nhiều. Nên là các bạn cứ yên tâm là các bạn sẽ nhận được hàng nó tương đối là đẹp. Còn nếu mà những lô hàng mà đẹp hơn nữa thì giá nó cũng khá là cao các bạn ạ. Nó phải đến 180.000 cân cơ. Đấy, những nụ hoa rất là nhiều luôn. Còn đây là Vanda. Vanda thì hoa cực kỳ là thơm này và hoa rất là sai. Đấy, Vanda hương chanh, Vanda nâu nhá các bạn nhá. Đấy. Cái này thì lúc nở ra nó sẽ là màu nâu và nó sẽ chuyển dần dần sang vàng chanh nhé các bạn nhé. Đấy. Vanda hoa rất thơm luôn. Thực sự là bây giờ em quay đi cho các bạn là mà ngửi nước mũi luôn này. Đấy. Vanda này thì em để giá cho các bạn được là 150.000 một cân nhé các bạn nhé. Đấy. Có những cây thì nó vẫn chưa. Có những cây thì năm nay thì chưa sổ hoa. Đấy. 150.000 một cân ạ. Còn ở đây là Sơn Thủy Tiên. Sơn Thủy Tiên thì đấy. Sơn Thủy Tiên đây các bạn. Đấy, cây thì bây giờ cũng đang lên nụ rất là nhiều luôn các bạn. Sơn Thủy Tiên hôm nay chủ yếu còn cây dài, cây ngắn thì còn tương đối là ít thôi. Đấy. Sơn Thủy Tiên có giá là 200.000 một cân nhé các bạn nhé. Đấy, nụ này rất là nhiều luôn. 200.000 một cân Sơn Thủy Tiên này. Còn đây là Hoàng Phi Hạc. Hoàng Phi Hạc thì bây giờ đang mùa hoa đây. Đấy, Hoàng Phi Hạc có cái họng màu vàng. Và có, nói chung nó cũng đa dạng mặt hoa phết đấy các bạn ạ. Cánh trắng, họng màu vàng này. Vàng màu xanh nõn chuối. Rồi có cả họng tím nữa nhé các bạn nhé.
đấy, có thân thì nó vẫn còn đang có nụ các bạn ạ, lác đác thôi. Nói chung là bây giờ cũng thành cuối mùa hoàng phi hạc rồi, cuối mùa hoa hoàng phi hạc. Hoàng phi hạc có giá là 200.000 một cân nhé các bạn nhé, hàng rất là dài đẹp luôn ạ. Và còn ở đây là hoàng thảo ngọc thạch đấy, ngọc thạch cũng có giá là 200.000 một cân này đấy. Đây là lan ngọc thạch nhé. Đấy, ngọc thạch thì chừng khoảng nửa tháng đi thì cây nó cũng sẽ bắt đầu có nụ đấy, chuẩn bị nụ nhé các bạn nhé. Tại vì ngọc thạch thì nó sẽ nở hoa vào cuối tháng 3 như này đó. Bây giờ cây đang lên mầm gốc rồi. Còn đây là lan ý ngọc, ý ngọc đang lên mầm gốc chí chít luôn này, và chuẩn bị cho nụ nhé các bạn nhé. Có những thân là em đã thấy nó sưng nụ ở đây các bạn ạ. Đó, có những thân là sưng nụ ở đây. Đó, đây, ý ngọc hôm nay từ phiên hôm nay có nhỉnh giá đó các bạn ạ. Ý ngọc có giá là 220.000 một cân nhé các bạn. Đó, còn ở đây là lan hạc vĩ. Hạc vĩ có giá là 250.000 một cân các bạn ạ. Đấy, hạc vĩ thì đang mùa nụ, nhưng mà thực sự là những cái nụ là rất mỏng manh nên là nó rất là dễ gãy, gần như là nó gãy gần hết rồi. Đấy, nó rụng, nó rụng rất là nhiều luôn. Đây, như những cái nụ này, như thân này đây thì nó rụng hết nụ rồi. Đó, hạc vĩ 250.000 một cân nhé các bạn nhé. Đấy, mặt bông hạc vĩ đây. Đấy, cái này thì thân tơ nó bị sâu nó ăn này, ở rừng là sâu nó ăn này. Thì nhưng mà không sao, nói chung là nó không ảnh hưởng đến những cái mầm gốc này. Bây giờ chúng ta mua về là chủ yếu chúng ta nuôi lấy những cái mầm gốc này nhé các bạn nhé. Đó, nên là hàng nó bị gãy thân thì cũng không ảnh hưởng đến những cái mầm đâu các bạn ạ. Tất nhiên là cây nó cũng sẽ yếu đi một chút, nhưng mà cây nó vẫn lên mầm bình thường nhé các bạn nhé. Còn ở đây là Điện Biên Đông này. Điện Biên Đông có giá là, đây, ở đây em thấy có một bông đang trổ ở đây. Vì dòng này cũng bây giờ bắt đầu đi vào mùa hoa các bạn ạ. Đó, Điện Biên Đông, bông của Điện Biên Đông đây, màu hoa vàng rực này, rất là đẹp luôn. Đấy, dòng này thì nó khác với cái dòng mà Điện Biên Lai Kim Thoa của Trung Quốc nhé các bạn nhé. Dòng này là hàng rừng. Đấy, loại này có giá là 200.000 một cân nhé các bạn nhé, Điện Biên Đông ạ. Đấy, và bây giờ cũng đang là mùa hoa và mùa lên nụ nữa, còn rất nhiều thân tơ chưa lên nụ nữa các bạn ạ. Còn ở đây là hoàng thảo em xin lỗi, cái này là giáng hương nhé các bạn, giáng hương tam bảo sắc ạ. Đấy, bây giáng hương tam bảo sắc bây giờ cũng đang ra nụ rất nhiều. Giáng hương tam bảo sắc khi trổ bông thì hoa cực kỳ là thơm luôn, hoa rất là thơm các bạn ạ. Chúng ta trồng một rề ở trong vườn thì đến lúc cây nở hoa thì cả vườn thơm mùi ấy thôi. Đấy, bây giờ nụ rất là nhiều luôn này. Đấy, cây nhỏ nụ này, cây to nụ, rất là nhiều nụ luôn. Hàng này thì nói chung là mấy phiên hôm nay thì do cây tình trạng cây đang nụ này ấy, thì các bạn mua rất là nhiều. Có phải 3 hôm nay thì em phải bán đến một tạ, mỗi ngày về tầm khoảng 30 cân. 3 hôm. Hôm nay được tầm chừng khoảng 15 cân như này thôi. Đấy, không biết là đủ cho ngày hôm nay cho các bạn không? Chia. Đấy, vừa rồi là tất cả những mặt hàng lan mà ngày hôm nay em có để chia sẻ cho mọi người. Thì các bạn đặt hàng thì vui lòng gọi điện trực tiếp cho chúng em theo số điện thoại mà em đã đề xuất ở đầu clip nhé các bạn nhé. Em Ngọc Bền xin chân thành cảm ơn tất cả quý vị các bạn đam mê lan trên quốc nhé.